Bỏ dép lên đây. Vậy bỏ dép đây đi. Bỏ dép đây nè, bỏ dép đây nè. Nó trâu dép đi là không có dép mang đâu. Ê con ốc nè Mim. Ốc nè. Ê nó bò đi. Được một câu. Nãy không đem đồ xuống. Không bị phải kia rồi. Coi chừng nó lụng. Nó hello bà già, hello mọi người. Chứ bà già ở biển Tân Thành nha. Ra đây men coi chừng sóng nó cuốn đi luôn bây giờ. Cái đó là cái bành đó. Vô đây nè. Mọi người có đi cào nghêu chưa? Men! Nó cuốn đi luôn bây giờ nha. Nó cuốn đi luôn đó. Cá sấu đó. Đi vô đây trời. Ôi đứng lên sợ quá sợ quá. Bỏ người ta. Vô tới hả? Đứng lên Men ơi, đi theo chú nè Men. Đi qua coi người ta kìa. Người ta đi quá trời kìa. Men 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 lại đây coi người ta đi kìa. Ở dưới đây con ốc. Ê da. Ê này ốc gì ta? Cái này Tân Thành hay gạch bùn mọi người không biết nữa. Nè con gì nè. Cái này con gì vậy mọi người? Á à, có nữa nè, có nữa nè. Ê đi lên xin bà Tám cái bao đi. Được hai con rồi nè. Hai con ốc hả? Đó thấy không đó. Cái này hình như ở biển Tân Thành hay gạch bùn ta không biết nữa mọi người. Ê đi lên đây. Đi lên đây. Gần bờ nè. Ở đây có gì nè Min. Ê cái gì vậy? Ê con hào, giỏ hào nè Min. Hào hả? Trời ơi gì ba nó bờ gồ quá. Này giỏ hào. Dở hào. Chứ không phải là con. Trời ơi con sông quê. Đây là vỏ nghêu nè. Đây nè đi đi gần đây nè. Minh mới thấy được ốc. Để mình lấy một đồng dụng cụ để Minh bắt. Cái đó cái gì vậy? Cái này là một cái dụng cụ. Bò vậy nè mới thấy. Lâm tà la đó. Cái dụng cụ này chả làm gì được một cái gì luôn á. Ừ luôn. Không được gì vậy? Đâu? Nãy nó hai đuôi mấy sợi tơ ốc vậy. Nó lợp, nó bò ra đó, nó bò ra nè. Nó còn sống mà nó chết. Hai đuôi mấy sợi tơ ốc vậy. Nó lợp, nó bò ra đó, nó bò ra nè. Nó còn sống mà nó chết. Không biết mấy cái vỏ hào hay là mấy gì đâu rồi. Mà sao cắn nó đều đứng vậy ta. Nó có bị, nó sống bị. Hello mọi người, mình đang ở. Cái này là ở đâu ta? Ở bờ đê biển Tân Thành. Ê có con gì nó phóng kìa. Đâu? Rồi hình như con cá hồi lòi. Cá hồi lòi ăn được không gì ba? Nó sẽ bự nó sẽ ăn được. Ủa nè nè nó bên cây cột nè. Đâu 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 để mình bắt. Thôi mình bắt đi để cho giờ mình ăn. Không có được, bự mới ăn được, nhỏ xíu không ăn được đâu. Nó nhỏ là nó bự. Cái này là mấy con ốc bán trên cây nè. Ồ quá trời luôn hả? Ồ gì đây? Ê, ê, ê. Yes. Chị ba mãi định. Bỏ mấy con ốc lên đây đi. Bỏ mấy con ốc lên đây đỡ đi. Để không ăn chút đi rồi mình lấy. Hình như cái này là cà hào người ta cào ra nè. Bỏ lên đây đi. Nó không có bơi được đâu. Không nhưng mà mình cầm cho không. Cầm rồi sao mình cầm hết đây nè. Cả đống luôn đây nè. Nè Minh nè Minh. Quá trời vỏ luôn. Vỏ sao mà lấy. Ơi con sùng quê. Không có ra đó Min. Ra đây có nhìn được bữa chân. Ra đây có nhìn được bữa chân.
không? Đó, cướp hà. Chứ không có gì hết trơn á. Hà không có gì hết trơn. Quê. Rồi, thấy chưa? Vì ba nói kêu để lên trên kia, không để lì. Mất tiêu rồi. Mất một con thôi. Mất hết rồi. Đi. Bây giờ đi kiếm mấy con ốc. Ủa dép đây đây đâu rồi? Kêu để mấy con ốc trên kia đi không chịu. Không, ốc nó xíu sao ăn? Hả? Trời ơi má ơi. Bỏ lên trên này nè. Ừ. Khoan khoan đi rửa cho sạch đi. Này là mấy con ốc muộn hồn hả mọi người? Mấy con ốc muộn hồn hay gì? Rồi. Đây. Mấy con ốc mình sẽ... Nước còn lớn quá hà, chưa có làm gì được hết trơn á. Ông kệ ơi, bắt nó đi. Sao kiếm mấy con ốc không ra ta? Hồi nó không sợ ta. Đạp chúng gì ạ? Không, đừng có bước qua sợi dây đó. Ừ. Đừng có bước qua nó. Cái đó là thò lòi á. Men vô men. Men có cá mập đó. Cá mập kìa. Vậy ba đi vô à. Men. Kêu nó không vô kìa. Hả? Đi vô coi chừng hộp giò kìa. Đi vô đây vậy ba đi lên à. Nó hộp giò kìa. Đi vô. Tàu lao nữa. Đi vô đây. Đi vô chơi gần trên bờ nè. Cái đó gì ba kiếm chứ mê làm gì kiếm. Men chỉ biết phá hoại thôi, yêu liêu. Giỏ không hà? Nè má má. Ghê mẹ hả? Mùa chai đầy bất cổ. Ủa này của người ta hả? Qua bên cộng dây này. Ê đi lấy dép. Đi lấy dép. Bên này là của mình hả? Cái này là chỉ là dây thôi phải không? Không có gì phải không? Min qua đây nè Min. Min đi qua đây, bên đó của người ta Min. Bắt đầu tới sự cỡ đó mình đi phải không? Bắt con rồi. Là từ bên cái cột này với cái cây cờ đỏ đó. Con này ăn được không mama? Là mình ra bắt nêu được. Dạ đúng rồi. Đồ cạo phải không? Đúng rồi. Ủa mà cái đó là cái gì? Cái miếng đó đó. Cái đó là cái neo.
nó ăn được không? Rồi nó mới bớt rồi. Ủa rồi, cái gì đừng nó mang mổ tay quá. Ai mượn cầm, liu liu. Kêu để trên này đi. Rồi sao mất tiêu. Con bắt được chưa? Nước nóng quá à. Ở ngoài này là thuyền đang nhổ neo nha mọi người. Ủa? Ê, con cá, con cá, con cá kìa. Ê! Ủa nó đâu rồi? Rồi xong luôn. Mình sẽ gắn sản phẩm cho mọi người mua hàng. Con nào không? Để bắt mấy tay đi kiếm, đi kiếm con ốc nãy. Ê nãy gì ba thấy cá bơi nha. Nãy mình thấy cá nhảy nha. Cá nhảy đó. Dì ba thấy rác nha. Rất là nhiều rác luôn. Hay chưa? Có con gì tấn công mấy cái này. Tàu lô mệt quá mọi người ơi, nước vẫn chưa rút để mình có thể đi xuống. Cái này gì đây? Chưa có. Cái này là cục đá mà. Đi bắt ốc tiếp đi. Đứng đó sàn sàn rồi tôi đi kiếm ốc cho bạn không à. Giờ mình sẽ bơi. Giờ mình sẽ cúi đầu xuống mình bơi. Mama, có đem theo quần không? Không. Dạ. Không có đem quần. Ê. Ê. Con gì vậy bác? Nếu con này. Ê. Ốc quần hồn. Wow. Ừ, nó cắn nè. Mama, ốc cũng người ta đang đi ra ngoài, ngoài này ngoài gì ta, ngoài tàu nè. Đâu? Đúng rồi. Con heo miên tàu lô á, đi kiếm ốc nè. Giọng nước rồi chút bệnh nè, khỏi cầu nghêu luôn.
Ê chú đi ra ngoài kia kìa. Mình sẽ đi ra ngoài bắt trước đi. Ê nhưng mà ghê quá. Không sao đâu ba. Thôi gì ba sợ ma gì ba đi vô. Ô da nó kẹp hả? Rồi con ốc kia của mình đâu rồi? Mama cầm rồi. Để xuống mặt biển. Đi ba, để xuống mặt biển thôi. Không, ta sẽ bỏ chạy. Yeah. Lưu lưu. Cho mình ngủ. Không. Đi ba ơi, cho mình ngủ con ốc. Làm sao để phân biệt được chỗ nào là nghêu chỗ người ta nuôi ta? Ở đây có thấy gắn mấy cây cột quá trời luôn mà không biết cái gì. Cái vỏ nghêu đầy, chắc có lẽ là kho báu. Mình tàu lao nữa, mình mới múc cát vô. Tại sao ở đây ốc mượn hộp ốc vậy ta? Ôi, người ta đi quá trời luôn. Giới thiệu với mọi người đây là vỏ nghêu. Yeah, vỏ nghêu. Bây giờ là ít ốc mượn hồn luôn mọi người ơi. Mình đang đi bắt ốc mượn hồn đi. Cát không? Có nhiều cát không? À, ta là yêu quái đây. Rồi giơ tay rồi. Họ hết ốc rồi. Ê cái vỏ ốc. Ủa cái này là ốc gì ta? Hello mọi người, mình đang ở ven biển, chạy dọc của cái biển Tân Hành á. Chúng ta sẽ múc cát. Ta trời ơi nó dọc nước luôn má ơi. Ê Miên con ốc nè. Ốc nè Miên. Chúng ta sẽ ghẻ đường chân ốc đi. Chào mừng em đến với con đường mới. Chúng ta sẽ có. Con này là con mèo nè. Con mèo đè cho con mèo xuống. Ê. Con gì vậy? Con mèo. Con thịt của ốc nè. Để mình sẽ cho nó một nơi ở. Cái tay nó bị nhăn luôn rồi nè. Dọc nước nãy giờ. Để mình chạy ra Mỹ. Mình sẽ cho bạn ốc này một ngôi nhà mới nè.
rồi nó dọc nước luôn rồi. Giờ nước phải rút tới cái cây cờ đỏ là mới kiểu vậy mới cào được. Còn nước rút chừng nào thì mình không có biết. Giống như là hôm qua mình... Ê, ở đây có ốc nữa nè. Hôm qua mình có inbox mình hỏi trước á, thì là ở đó họ nói là khoảng từ 12 giờ cho đến 6 giờ là mình sẽ cào được. Nhưng 12 giờ mình có mặt ở đây và nước vẫn linh láng mà không cào được nha. Cho nên là... Ê, men quá trời luôn nè. Miếng đã cho một bạn ốc một ngôi nhà mới. Ui dồi ôi, hai con nè. Ê, con nữa nè. Đâu, 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 đâu. Quá trời luôn. Ủa con thức. Con kìa. Giờ mình sẽ... Mình đi kiếm đi chứ gì ba kiếm không. Mình kiếm cái giọng nào. Mọi người mình thấy đi. Giỡn nghêu hả? Ê, đây cũng có một con nữa nè. Bắt ốc này vui hơn bắt nghêu. Kiếm hơi mệt nhưng mà nó vui. Vậy ba chỉ thấy men tàu lô lêu lêu. Men cho hai con ốc nè. Ốc ở đâu để mình làm nhà cho tụi nó. Hai con ốc để mình làm nhà nha. Đi chi xa vậy trời. Ê, người ta chạy kìa. À. Đi đâu vậy mò gì vậy? Mình đang làm hang cho con ốc. Những con gì ba gà. Thầy ba gà. Ta sẽ bỏ người đây cho cá mập cắn người. Cá mập đang vô tới đó. Cá mập vô tới kìa kìa, nó bò kế bên luôn. Rồi. Sợ quá đã chạy trước. Nó ướt đầu rồi. Dạ. Không có. Không có vô miệng nha, nước dơ nha. Ta sẽ đắp cái cho nhà nuôi. Không, giờ mình đang làm cho những miếng cát sắc bén hơn. Ta sẽ đắp cát cho nhà nuôi. Nè 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 nè. Ta sẽ đắp cát cho nhà nuôi. Cát rất là mịn màng luôn. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với xì ba. Mình đắp cát xong rồi mình sẽ trả tiền là một miếng kim loại sắc bén. Tù lô. Bây giờ mình sẽ đi kiếm ốc tiếp đi. Không có ốc, không có ốc.
đây là con ốc. Rồi xong. Đây ta sẽ cho nữ hoàng ốc lên trên. Cho nữ hoàng ốc lên trên. Đó. Miếng kim loại sắc bén. Mình đang làm miếng kim loại sắc bén. Đổ nước vô. Chúng ta sẽ massage bằng cát nha. Nhiều không? Rất là láng mịn luôn. Hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Lợi Quá Màu cho ra đời sản phẩm cái gì đó cát. Ý là thêm một câu. Yeah. Ủa dép mình đâu ta? Hả? Gì ba à? Tay anh xúc gà nè gì ba ơi. Gì ba ơi, mới bắt được con này nè. Gì ba ơi.